Xin kính chào và cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với anh Dũng Vision. Đây là bản tin nói chuyện thế giới qua quả địa cầu phát vào chiều hàng ngày vào lúc 18 giờ. Đầu tiên chúng ta đến với Iran. Ông Rishi, tức là ông tổng thống của Iran, là chính thức là không đi Davos, tức là diễn đàn kinh tế Davos tại Thụy Sĩ các bạn nhé. Thì thường thường là một năm có một lần ông không đi vì có thể là bị bắt theo cái những cái cáo buộc vi phạm nhân quyền. Thì cái hồi năm 1980 nào đó thì cái đám ICC bây giờ là muốn bắt ông, thì bây giờ ông thôi, ông chả đi. Rồi Pakistan, gần đây thì ta nói luôn, Pakistan thì là có một vụ đánh bom liều chết vừa rồi tại cái làng Kebapaka gần Afghanistan, làm 20 người thiệt mạng và rất nhiều người bị thương. UAE, Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống Nhất, hiện nay COP28 đang họp tại Dubai, lẽ ra hôm nay là kết thúc, nhưng mà tiếp tục là kéo dài vì là không có cái thỏa thuận nào được đưa ra, tức là không có tuyên bố chung, tức là họ đang vướng nhau về cái vấn đề là dùng nhiên liệu hóa thạch hay không dùng nhiên liệu hóa thạch, hay là giảm, hay là tức là lộ trình là như thế nào, thì hiện nay là cứ ngồi lại đấy mà bàn. Nam Phi, đây là châu Phi đấy các bạn. Nam Phi thì đang xây dựng một nhà máy điện hạt nhân lớn nhất của châu Phi tại Singapore. Singapore hiện nay là người ta đang cảnh giác cao độ với Covid-19 và người ta đã lắp đặt toàn bộ các cái máy mà đo thân nhiệt cũng như là phán đoán các cái máy đoán, tức là những cái máy bắp hồi xưa xài cho Covid thì bây giờ đem ra làm xài hết, kể cả các cái thành phố sân bay của Indonesia, Jakarta cũng như là Trung Quốc, hiện nay là người ta đã cấm hết, cho nên là chúng ta có lẽ là Việt Nam cũng phải đề phòng. Thổ Nhĩ Kỳ, cấm giải bóng đá quốc nội vì là hôm qua trong cái trận bóng đá thì ông chủ tịch của một câu lạc bộ xuống đấm ông trọng tài coi như ngã lăn ra sân. Sau đó là ẩu đả rất lớn thì ông Erdogan đã chính thức là cấm. À, ngay ở Thổ Nhĩ Kỳ đây chúng ta nói luôn. Ông Erdogan ngày hôm nay cũng quyết định là cấm tàu bè, tức là đóng cửa cái eo biển Dardanelles. Tức là Bosphore thì vẫn đi các bạn nhé. Bosphore vẫn đi, một Dardanelles thì không. Tức là cái eo biển từ Biển Đen này. Biển Đen. Mà đi ra ngoài biển này ra địa Trung Hải thì người ta... Tức là một bên là Bosphore, bên Dardanelles thì bảo đóng cái bên Dardanelles. Còn đây nó là cái biển này là biển Mackinac, khác khác là các bạn nhé. Còn đây là Biển Đen. Còn Houthi thì tuyên bố rất là rắn, sẽ tiếp tục đánh tiếp những cái tàu nào mà hướng về Israel. Không cần biết nó là tàu của nước nào, thì hôm qua Na Uy bị cũng la toán lên. Thì Israel bảo là hãy chờ đấy, sẽ làm việc cái đám Houthi này sau. Và cũng bắt đầu từ ngày hôm nay 13, từ ngày hôm qua 12, Israel chính thức bắt đầu bơm nước biển vào các đường hầm. Mà cái động thái này là ông Putin cũng đã từng nói là đó là dã man và không thể chấp nhận được. Như chúng ta biết hồi xưa mà bên Mỹ, các cái lực lượng thân Mỹ của thời Obama, sau khi mà bắt được tổng thống Gaddafi của Libya là trói chân ống lại, là kéo ngược đầu để đi khắp quanh phố của thủ đô Tripoli. Chúng ta biết là Mỹ với Israel nó là dạng gì rồi. Đấy, anh căm thù đến cái mức mà coi như là lôi cái tổng thống người ta để kéo lê sắp khắp cả nước, khắp cái thủ đô là như vậy, là chúng ta biết. Cũng trong cái cuộc họp mà COP28 này, tức là về hội nghị biến đổi khí hậu lần này, thì có một cô gái của Ấn Độ, cô nhảy lên cái sân khấu cầm cái tấm bảng là phải thay đổi, tức là biến đổi khí hậu, cô nhảy nhót ở trên đấy một lúc, sau một cảnh sát vào thì đưa cô ra ngoài. Thì cô này giống như cô Thanbert trước đây Thụy Điển cũng có một cô biến đổi khí hậu đấy, là 15 tuổi nhảy nhót lung tung ấy, thì bây giờ hai mấy tuổi rồi, thì đây cũng là một cái dạng bắt chước rồi. Tại Mali là một cái nước mà chúng ta nói rồi, nó cùng với Niger, Burkina Faso, ba em này là hồi xưa là, và anh Guinea đây nữa này, Guinea là bốn anh là đảo chính. Bây giờ bốn anh muốn thành lập một cái hiệp hội riêng ngoài cái ECOWAS. Thì Mali ngày hôm qua cũng trục xuất là gần 100% các lính gìn giữ hòa bình của Liên Quốc, không cần các ông nữa.
tại Pakistan. Chúng ta biết là thời hạn bầu cử tiếp tục bị đẩy lùi. Đấy. Trước đây như chúng ta biết, bạn nào theo dõi lâu rồi, cái ông Aman, ông Khan Aman này, thì nó bị trục xuất, tức là bị mắc để coi như là vì ông này thân với Nga, thân với Trung Quốc. Nói chung ông chơi cả Pakistan, chơi cả Mỹ này, nhưng mà có hiện tượng thân Nga, thân Trung Quốc, cho nên là nó buộc tội, thì chắc chắn cũng có tội thôi. Xong thế là để đưa một cái ông cựu thủ tướng ở bên nước ngoài về, ông Nawaz Sharif đấy, là ông cũng bị buộc tội, thế là đưa ông về. Chỉ đúng ra là ông này bị bắt hồi tháng 6 này, chứ đúng là 11 tháng 11 này là coi như là bầu cử. Nhưng bắt rồi thì không còn ai hết, thì mà bầu quán thì hết, thì nó bị đổi sang là tháng 1 năm 24, để ông kia ông về nước rồi, về tháng 10. Ông về tháng 10 để mà coi như là làm các cái động thái về về giấy tờ thủ tục pháp lý ABC để mà tháng 1. Nhưng bây giờ lại cái ông mới về, ông Nawaz Sharif đấy, thì bị tòa án tối cao tiếp tục lại lật lại cái hồ sơ mà truy nã ông trước đây, mà làm cho ông vượt biên để ông lưu vong. Thì bây giờ là cái tình hình nó lại tiếp tục dời nữa, lại có thể qua tháng 2, và không biết đến lúc nào thì chúng không biết được. Nhưng chuyện này nó rất phức tạp các bạn nha. Tại bang Texas, tức là Texas là của Mỹ đấy, là cái bang này là chúng ta biết là nó là bang rất là to, to bằng nước Pháp đấy các bạn nha. Mà ông Nga ông nói là một cái sa mạc của ông mà có thể là sơi một cái Texas hoặc là sơi cái nước Pháp. Thì Texas này, cái đây nó có cái thành phố Đà Lạt hồi xưa là cái ông Kennedy bị ám sát ở đây. Nhưng hôm nay không nói vấn đề đó, hôm nay nói về người ta biểu tình chống không cho phá thai ở đây. Mỹ hiện nay rất là ồn ào về cái chuyện phá thai, là không cho phá, thì người ta nói là không cho phá, tức là bây giờ tôi có bầu hay là tôi không có bầu, quyền của tôi, tức là bây giờ ông cũng vi phạm nhân quyền, ông vi phạm, tức là cái cơ thể của tôi mà ông cũng vi phạm luôn. Bởi vì bây giờ người ta soi ra có thể là bị cái thai có vấn đề gì đó, cho nên người ta buộc người ta phải bỏ, hoặc là bị hiếp dâm hay gì đấy, cho nên người ta buộc phải bỏ, hoặc là sinh ra có thể là nó chết ở trong đó, vân vân, thì người ta phải mổ, người ta phải lấy ra, hoặc là người ta phải nạo thai, phá thai. Thì bây giờ là không cho. Thì hiện nay là 33% số người bị, tức là có thai mà muốn phá không được. Tức là 33% cứ là 100 người thì có 33 người, tức là không quản lý được cái cơ thể của mình. Đấy, tức là bị xâm phạm cơ thể. Đấy, nói một cách gọi là nâng quan điểm lên là như vậy. Tại Myanmar, chúng ta biết Myanmar thì thời gian vừa qua là 5-6 tháng này là cứ là tranh chấp sản xuất, tức là cái chế độ có thể nói là độc tài hay là độc quyền gì đấy cũng được, tức là quân sự là nắm quyền ở đây từ tháng 12, chính xác là từ tháng 2 năm 21, nhưng mà khi mà cái bầu cử cái chế độ đấy là tháng 12 năm 20, nhưng đến tháng 2 thì cái chế độ quân sự đấy lật cái bà đó, và sau đó là đến bây giờ thì cũng không làm ăn gì được, mà có vẻ như là đứng ngoài cuộc so với thời cuộc, so với thế giới, so với khu vực ASEAN nữa. Thì cái đám phiến quân nó đã ba cái đám phiến quân nó thành lập một cái gọi là liên minh anh em đánh, thì chúng ta biết là mấy thời gian qua chúng ta nói nhiều rồi, đánh xung quanh các cái biên giới, cả Thái Lan, cả Trung Quốc, cả Ấn Độ, mà chỗ mà tam giác vàng với Lào nữa. Thì hiện nay thì hôm vừa rồi Trung Quốc là tạm trung gian hòa giải, bởi vì Trung Quốc là rất có lợi trong cái vấn đề mà Myanmar nó ổn định, tức là phục vụ cái vành đai con đường cũng như là cái làm ăn ở biên giới dân tộc sang đấy. Thế thì bây giờ Trung Quốc làm cái hòa giải thì cuối cùng hai bên đã hòa giải rồi, nhưng mà hòa giải sau được mấy ngày thì bây giờ cái phiến quân này bắt đầu tuyên thệ là sẽ là thề đến cùng là lật đổ cái chế độ quân sự này. Đấy, chứ là coi như hay nói cái khác là cái đàm phán về cái hòa giải, về hòa bình ở đây là chấm dứt. Quân đội hiện nay rất yếu so với tất cả các lực lượng này. Ngoài ra là họ đang bao vây tứ phía rồi, anh chỉ còn cái thủ đô thôi, Nabito và cái chỗ Rangoon thôi. Thì nói chung là cái tình hình Myanmar không ổn định. Tin khác là có một cái minh tinh mạt bạc, nhưng nếu mà các bạn nào mà xem phim nhiều sẽ biết là Châu Hải My. Đây là một cái minh tinh vàng bạc của người Hồng Kông, thì hôm vừa rồi đã hôm qua là chính thức là chết tại Bắc Kinh sau khi bị bệnh lupus ban đỏ, thọ 30 bao nhiêu là hưởng dương 57 tuổi, thì
bà này rất là xinh, rất là giỏi, đóng rất nhiều bộ phim. Thì bà ra đi có thể nói là bàng hoàng rất nhiều cái giới, và như mê cái ngành điện ảnh, nghệ thuật thứ bảy. Thì chúng ta nói về phim thì chúng ta nói về bóng đá. Hiện nay Ronaldo, là Cristiano Ronaldo, là vận động viên kiếm được tiền nhiều nhất thế giới trong 25 năm qua. Thì chúng ta biết là trước đây có thể nói là Beckham, rồi sau đó có những cái các cái tay vợt tennis, rồi golfer, rồi cho đến nói chung kể cả bóng chày, rồi bóng rổ rất nhiều, nhưng mà nói chung là bóng đá là kiếm nhanh hơn, dễ hơn. Và vấn đề sau đó, ngay Beckham bây giờ cũng đang làm cái chủ tịch của cái đội Miami. Thì chúng ta thấy là hiện nay Cristiano Ronaldo và Messi, Lionel Messi thì đều là những người kiếm tiền giỏi cả. Nhưng mà Ronaldo vừa rồi là qua ký với Ả Rập Xê Út đấy, Al Nassr đấy, thì chúng ta biết là cái hợp đồng nó rất lớn, 200 triệu. Rồi ngoài ra người ta còn quảng bá quảng cáo rồi các nền tảng xã hội rồi vân vân. Thì hiện nay là anh này nhiều nhất, cái số tiền chúng ta chưa được biết, nhưng mà có thể nói là chắc chắn là tỷ phú rồi. Kenya là một nước Đông Phi. Đây châu Phi đấy các bạn nhé, toàn bộ châu Phi. Châu Phi thì được bao bọc bởi Đại Tây Dương này, Ấn Độ Dương, Eden, Hồng Hải, Địa Trung Hải, mà quanh đấy, đây gọi là vùng sừng châu Phi. Thì Kenya ở gần vùng sừng châu Phi, tức là Đông Phi. Hiện nay là cái ông này, ông nọ chúng ta nói là ông qua Ấn Độ đấy. Và ông với Ấn Độ với Modi rất là thân thiết. Hai ông này đều là thuộc địa của Anh, đều có những cái nỗi tương đồng, nỗi bất hạnh và nỗi hạnh phúc giống nhau. Thì bữa nay là sau khi anh đi về thì anh nói, anh tuyên bố là tất cả mọi người trên thế giới này đến Kenya không cần phải thị thực, không cần phải xin visa, cứ tới chơi thôi, thoải mái. Argentina, sau khi ông Tổng thống Javier Milei đã nhậm chức Tổng thống thì ông quyết định phá giá đồng tiền, bắt đầu làm lại tất cả từ đầu. Đó là đồng tiền, đây là đồng tiền peso các bạn nhé, peso Argentina. Triều Tiên và Nga, thì chúng ta biết là Nga đã cử một cái phái đoàn để mà qua ký kết rất nhiều cái hợp đồng hợp tác kinh tế giữa Nga và Bình Nhưỡng. Thì chúng ta biết là cái hai nước này mà chơi với nhau thì nó sẽ là ổn định về vấn đề Đông Nam Á, Đông Bắc Á, về các vấn đề về an ninh, về hòa bình. Tại vì nếu mà không có yếu tố Nga trong này ấy, mà chỉ có yếu tố Trung Quốc với Triều Tiên, thì chúng ta thấy cứ bất ổn là cả mấy chục năm nay, từ năm 1953, 70 năm. Nhưng có yếu tố Nga vào thì chúng ta thấy là cái tình hình ở đây nó mang tính cân bằng hơn. Nhưng mà giúp nhau bằng quân sự chưa đủ, Nga có lẽ là phải giúp Triều Tiên về vấn đề kinh tế, lương thực, vân vân, nông nghiệp, công nghiệp, cái gì đó, rồi đi lên vũ trụ, AMC. Thì hiện nay có một cái phái đoàn, tức là tiếp theo những cái cuộc đi thăm của ông Shoigu đến đây hai lần, Lavrov đến đây một lần, Putin qua gặp Kim Jong-un thì qua gặp Putin ở cái chỗ mà ở phía trên này, cái chỗ mà chúng ta biết là Vostochny đấy, là tức là cái chỗ mà tức là cái gì sân bay vũ trụ đó. Chứ ông Putin ông không có đến đó, ông không đến Vladivostok ở đây. Thì là hôm nay thì là tiếp tục có cái đoàn như vậy thì là tốt, bởi vì tất cả cái bên kia người ta chơi với nhau thì bên này họ cũng phải chơi với nhau thôi. Còn cái ông Kishida này hôm trước tưởng là xuống rồi, nhưng mà hiện nay là đang trên đà xuống thôi. Quốc hội thì đang cố gắng đỡ, nhưng mà hiện nay ông đang tức là loại bỏ các cái đối thủ, mà nói chung tức là nội các đấy các bạn. Nội các thì thường thường anh mà chính phủ liên minh thì bao giờ nó có nhiều nhiều đảng phái, mà mỗi đảng thì cấy vào mấy bộ trưởng này. Thì là bây giờ là, nhưng mà cái bộ của ông thì cái đảng của ông thì nó rối, cho nên là đang cắt chức rất nhiều. Nhưng mà hiện nay là dư luận của các cái đảng đối lập và dân chúng của Nhật Bản cũng đang đề nghị ông phải từ chức, chứ không có từ chức giả, bây giờ từ chức thật thôi. Như vậy ông cắt chức được các bộ trưởng nữa, ông cũng nằm trong cái đảng đấy và ông đứng đầu đảng, mà bây giờ mà tôi ra đảng thì tôi vẫn cứ làm thì làm sao, khôn quá. Cũng như Việt Nam mình bây giờ phải là anh vào đảng anh mới được lãnh đạo, chứ bây giờ tôi không vào đảng anh lãnh đạo thì hơi bị khó đấy. Cái này thì anh định chơi cái bài đấy,
Đó lắm. Anh Philippines, anh Philippines hiện nay thì anh bắt đầu anh triệu đại sứ Trung Quốc tới để mà hỏi chuyện là hôm rồi tại sao mà ông lại đâm thảo tôi, đâm thì đâm nhiều rồi, vòi rồng thì vòi rồng nhiều rồi, nhưng mà hôm rồi là có cái ông tướng của Philippines đang ở trên cái tàu đấy nữa, mà ông làm kiểu đấy mất mặt quá, bây giờ phải nói thôi. Chứ chúng ta biết là Philippines cũng đưa ra trọng tài tòa sự quốc tế là hay đấy, có ICC đấy, có như cuối cùng cũng chả làm gì được. Nói chung là Trung Quốc nó cũng không nghe, bây giờ Mỹ cũng không nghe, Nga cũng không nghe, Israel không nghe, đó cho tóm lại là không ai nghe hết, chỉ có các nước nhỏ nghe rồi, mà Việt Nam chúng ta cũng chả vào, như không biết có vào trong tổng chưa, chưa xem lại, nhưng tôi nghĩ là chắc cũng không vào. Vào đấy, nếu mà ông vào đấy thì ông Putin gọi là Việt Nam là bị bắt đấy, nhưng mà nếu mà bị bắt xong là cũng thả thôi. Tại Guinea-Bissau chúng ta lại qua châu Phi. Thì châu Phi chúng ta biết là có ba Guinea, một là Guinea sinh đạo hôm trước chúng ta nói rồi, hai là cái Guinea bình thường, một cái Guinea bình thường và một cái nữa là Guinea-Bissau. Đây Guinea bình thường đây, Guinea-Bissau đây, còn Guinea sinh đạo đây. Guinea-Bissau vừa rồi cũng là đảo chính, bây giờ là nó không đảo chính được, thì coi như là bây giờ ông tổng thống tái bổ nhiệm của ông Gerardo Martin làm thủ tướng. Cái này nó hơi lộn xộn nên các bạn nào theo dõi cơ, chứ còn không thì thôi chúng ta cứ điểm với chúng ta học địa lý cũng được, nhưng mà nếu mà các bạn nắm luôn cái thời sự và chính trị là nó liên quan nhiều vấn đề lắm, cho nên khi mà đã biết cái chỗ này thì nó lại biết cái chỗ kia, thì ông này ông chơi ông kia chơi ông nọ là mình phải biết đấy. Chứ bây giờ thí dụ Liberia có chơi với Niger không đấy, thì chúng ta phải biết là không. Đấy, anh này hôm vừa rồi hôm qua anh bỏ phiếu, anh bỏ phiếu chống này này. Đấy, ví dụ như thế là mình hiểu cái thái độ chính trị của các anh Nigeria này anh cũng mệt mỏi lắm. Anh Nigeria với anh Niger thì hai khác nhau. À. Rồi anh Congo chủ dân chủ Congo là khác nhau. À, chỗ đây thì nói nhân đây tôi nói luôn cái chỗ Congo này thì nó là phía đông này, giáp Rwanda, Burundi này, chúng ta biết là hai cái nước này nghèo. Đấy, thì bây giờ phía đông này đang nói chung cái đám này nó cũng đánh giống như Nam Sudan này, Sudan cũng muốn tách ra này, Somali cũng muốn tách ra này, vân vân đấy, thì đại khái chúng nó Congo và hai Congo bây giờ muốn tách thành Congo nữa chăng, thì bây giờ là coi như cũng giống như là giải Gaza, bây giờ thôi tạm thời ngừng bắn 72 tiếng tức là 43 ngày đấy, để cái xung đột ở đây để chúng ta tiếp tục chúng ta giải quyết. Còn hồi sáng chúng ta nói về cái Malawi mà cũng bỏ phiếu trắng này, là anh này đây. Đấy, anh này mà tôi nói là cái hồ dài dài đây, còn cái hồ to nhất là cái hồ Victoria, là ông là quanh quanh đây ông ăn nước ở đây là ông Uganda, Kenya và Tanzania, còn ông Rwanda và ông Burundi thì ông ăn theo cái hồ dài này chứ không ăn được cái hồ to này. Còn đây là anh Malawi, anh cái hồ này. Đấy, thì là chúng ta đây nhân đây thì tôi nói thôi chứ cũng không liên quan đến cái tin hôm nay. Còn Guatemala thì cũng là anh này, anh cũng bỏ phiếu chống này, sáng chúng ta đề cập rồi. Thì bây giờ là Mỹ, anh này thì anh là thân với Mỹ hồi nào giờ luôn. Ông Panama cũng lúc thân lúc không, tức là cứ đảng này lên không, đảng kia lên không, nhưng mà riêng ông Guatemala này là trung thân, ông Colombia này là trung thân. Đấy, nó lại có những thằng trung thân nữa các bạn nhé. Đấy, thì anh này là Mỹ vừa cảnh cáo, Mỹ là coi như là vừa rồi là hơi lộn xộn. Mấy cái nhà lập pháp là bây giờ là phá hoại cái nền dân chủ của Guatemala đấy, cho nên cấm 100 cái người đấy là không được vào Mỹ, hoặc là hạn chế, nói chung là vào đấy là khó, qua Mỹ khó. Thì nói như vậy có nghĩa là gì? 100 cái người mà đang phá hoại nền dân chủ này thì đó là 100 người là đang đi theo cái hướng không phải hướng Mỹ đấy, các bạn nha. Thế là chống 100 cái nhà đối lập mà gọi là cấm 100 nhà đối lập mà đang chống cái nền dân chủ ở đây là không được qua Mỹ, thì chúng ta biết đó là không thân Mỹ. Đấy, thế thôi, còn thân ai thì chúng ta chưa biết. Đấy, chúng ta biết thì chúng ta mới nói thôi. Thì sẵn đây thì chúng ta nói luôn là cái bang Tennessee là một cái bang của Mỹ đấy các bạn. Đây, đó là cái bang này. Đây các bạn nhé, lâu quá thì chúng ta vào chơi tí, vào một cái bang nào đó của Mỹ chơi tí. Thì cái bang Tennessee này vừa rồi là lốc xoáy này, rồi lũ lụt này, rồi tuyết này, rồi đủ thứ các thứ mà coi như là đã làm cái dân ở đây liêu xiêu luôn, có rất nhiều người chết, hàng chục người bị thương, 35.000
người là bị mất điện do tất cả các cái thiên tai đó, lũ lụt, mưa gió, bão tuyết, lốc xoáy, tình sự. Thì đây nó cũng chỉ là một cái thành phố bình thường thôi, nhưng mà đây 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 là cái nơi bình thường thôi, chứ còn nó và các cái thủ đô của nó cũng đẹp lắm các bạn. Nên ở mà cứ ở như thế này là chúng ta thấy là hệ thống cây xanh của nó quá tốt, mỗi nhà gần như là cây xanh hết. Rồi tại Úc. Quay lại đúng vị trí này, từ từ châu Mỹ đây qua Úc thì chúng ta quay cái bên này thôi, qua cái Thái Bình Dương thôi các bạn nhé. Thì hồi sáng chúng ta có nói cái chỗ này không hiện lên à, đấy Papua New Guinea, tức gọi là Papua Tân Guinea này. Đấy, thì anh này anh cũng là trắng này, thế là coi như anh ký với anh Úc là một cái thỏa thuận an ninh có thể nói là sâu rộng và rất là tốt các bạn nhé. Bởi vì là chúng ta biết là cái khu vực bên này là chúng ta thấy là các cái đảo ngoài này này, đây là Marsa này, Savoa, Tonga, Fiji, Nauru, Solomon, Cook, tất cả mọi thứ đây là New Caledonia, thì hầu hết là của Mỹ. Đấy, anh Trung Quốc anh nhảy vào đây cũng được hai hai đảo rồi, còn hai đảo của anh Pháp và cái anh Tò Đùng này nữa, thì anh này thực tế là nó cũng là cái đất của Úc với Indo thôi, nó cắt ra đây này các bạn, nó rời rạc nữa. Cho nên nếu mà anh này mà anh lộn xộn, tức là láng giềng đấy, láng giềng thì nếu mà nó thân với Úc thì rất là tốt. Đấy. Hoặc là Indo Indo với Úc là thực tế nó là láng giềng rồi, nó qua cái biển này chứ mấy. Đấy, thì nó là láng giềng với nhau thì nó là nếu mà đấy nó rất tốt. Còn Úc nhiều khi muốn vào Đông Nam Á để đá bóng thì ông mà ông cứ lượm hết giải người ta thôi, ông là ông cái dạng như ngoại hạng châu bên 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 Anh bên ấy, rồi bây giờ ông vào đấy ông lượm ông Campuchia Việt Nam làm chi. Thì đấy thì hiện nay là Úc, và Úc vừa rồi ấy, là chúng ta biết là cái chính phủ trước đấy thì là coi như không thân với Trung Quốc, nhưng mà chính phủ này đấy là coi như là tức là phe đối lập lên ấy, thì bây giờ thân với Trung Quốc và gần như là nộp mạng cho Trung Quốc, hay nói cái khác là sẵn sàng làm ăn với Trung Quốc với là một cái gọi là cái nó gọi là cái kèo rất là rẻ, hay nói cái khác là tự nộp mình với Trung Quốc. Nhưng mà dù sao đi nữa thì Trung Quốc là cũng hiện nay là đang chiếm 1/3 những cái lượng nhập khẩu tại tại Úc. Đấy, mà Úc cũng xuất khẩu cho cái quốc gia tỷ dân này cũng rất là nhiều. Cho nên là cái lợi bất cập hại chỗ nào thì chúng ta là tùy cái nội bộ chính phủ người ta thấy điều đó thì chúng ta thì ngay chúng ta với Trung Quốc đây, nếu mà Trung Quốc chơi đàng hoàng với mình thì mình cũng tốt lắm đấy, nhưng chơi mà cứ bắt nạt hoặc là bảo là lấy hàng sau đó là cứ một năm cứ một tháng không lấy hàng ở đây nó ứ lại cái chỗ mà biên giới thì cũng chết, chưa nói những vấn đề khác. Nhưng mà tôi thì tôi chưa xem cái văn bản ký kết 36 văn kiện lớn mà Việt Nam và Trung Quốc ký trong cái dịp này của Tập Cận Bình, nhưng mà nghe nói là cái đường mà hôm trước chúng ta thảo luận là không có rồi các bạn nha, cái đường cao tốc là nghe nói hoãn lại mà chỉ nâng cấp cái con đường cũ thôi. Mà tôi nói cả cả Việt Nam chỉ có mỗi con đường cũ là con đường để mà gọi là huyết mạch đứng về mặt đường sắt, thì bây giờ mà bảo mà cứ dỡ bỏ ra mà làm cải tạo nâng cấp thế nào thì chúng ta xem lại, nhưng mà nếu mà như thế thì phải thua đấy các bạn, thua. Đấy, thua, tức là hay nói cái khác là chúng ta đời của chúng ta khó mà đi được cái tàu Hà Nội xong ăn sáng mà đi trưa trưa ở Đà Nẵng mà tối ăn Sài Gòn thì chắc là không 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 đến lượt rồi. Hiện nay lãnh đạo của Belarus đối lập của Belarus, tức là chúng ta biết rồi, bây giờ lúc nào ở đâu nó cũng có cả các bạn nhé. Thế là coi như nó đụng đoàn, nếu mà nó lật đổ như năm ngoái năm kia mà lật đổ Lukashenko một cái là năm 20 là coi như là cái đối lập nó lên thôi, giống như là Zelensky là đó thôi. Thế thì bên đối lập hiện nay là cái bà mà Tikhanovskaya, tức là ông chồng của bà là coi thủ lĩnh của cái đám đối lập, thì cái hồi đấy là định lật ông Lukashenko năm 20 đấy, xong cuối cùng bị bắt rồi. Thì bây giờ bà ấy là vợ, nên bây giờ là coi thay chồng làm thủ lĩnh, thì hiện nay cũng cảnh báo cho Washington và các nước châu Âu, nếu mà cắt viện trợ cho Ukraine có nghĩa là Belarus là cũng sẽ mất với Nga. Nó lại bà cứ nghĩ là Belarus nó đang là của phương Tây, khổ ghê kìa. Nhưng mà này bà cũng bị mất trí rồi, bà nếu mà coi không viện trợ cho Ukraine có nghĩa là mất luôn cả Belarus. Đấy, thì tôi không hiểu là cái bà đang nói cho ai nữa. Tức là nói toàn cái đám đám gọi là đối lập với nhau thì bà nói được, chứ nói với Dũng là nói gì dần này mà nói thế là không có được. Đấy, cho nên là
Như chúng ta biết là sau cái câu nói của ông Biden với Zelensky ở bên Nhà Trắng thì coi như thua rồi. Đấy. Còn cái câu nói mà ông Zelensky ông nói câu gì mà cuối cùng là bên kia nó không cho tiền nữa thì tôi sẽ để dành cho cái Ukraine vào buổi tối các bạn nha. Nói câu đấy thì đúng là không ai cho là đúng rồi, là do ông thôi. Rồi. Saudi tức là Ả Rập Xê Út là vừa rồi là coi như là ông cương với ông Nigeria như thế nào đó, Nigeria bên này châu Phi, Tây Phi. Ông này thì này thì đây toàn là các cường quốc dầu mỏ hết đấy. Thì hôm rồi là ông Saudi này ông hủy hàng loạt visa của người Nigeria là coi như không cho về nước. Thì cứ là coi như là đại khái là lý do đi xấu gì đấy cho nên hiện tại căng thẳng ngoại giao hai nước này. Mà Nigeria bây giờ cũng đang muốn vào BRICS thì các bạn nhé. Guyana thì hiện nay đang cảnh báo có một số cái hoạt động quân sự tại biên giới với Venezuela. Đấy, thì anh cảnh báo quân sự mà trong khi đấy anh mời Mỹ đến đây là thứ nhất là ký cái hợp tác gọi là một cái hiệp định hợp tác là có như khai thác dầu kim gọi là hợp tác quân sự. Chứ ông Guyana này nó cũng mệt lắm, không phải đùa đâu. Cái này là mà ông Maduro này thì ông là phủi bò rồi, ông là coi như cầm đèn chạy trước ô tô thả ông tới ông lọc râm một cái rồi ông tuyên bố bây giờ rồi ông cứ vẽ hết cả đất nước người ta vào đất nước ông, nhưng mà cuối cùng là toàn Mỹ nó ngồi ở đây thì làm gì. Cho nên cái vấn đề là cái thực tế thực dụng này ông giỏi lắm, bây giờ ông ra ông phá mấy cái phần giàn khoan này đấy là giỏi này, chứ còn bây giờ ông nói là của tôi nhưng mà người ta cứ hút người ta bán này làm chi. Cho nên là mà rõ ràng là cái này thì thấy hơi đuối rồi. Còn nếu mà trong trường hợp tranh chấp quân sự thì lúc đấy thì có thể là phe phái bên nọ bên kia vào, chứ còn nếu mà như thế này thì hơi khó cho Maduro. Rồi Thổ Nhĩ Kỳ lúc nãy ta gần đấy ta nói luôn rồi. Còn ở Bulgari mà người Bulgari tại Crimea, sáng chúng ta nói Bulgari giám Thổ Nhĩ Kỳ đây. Thì những người Bulgari ở đây là người ta đang lên án dân ở bên của nước mình, lên án chính phủ là coi như là hiện nay là đang bắt đầu học tập Ukraine đang dỡ bỏ tất cả các cái tượng của Hồng Quân Liên Xô. Thì chúng tôi thấy là họ đang cậu các cái con ngựa rồi các cái tướng lĩnh các thứ người ta đập đầu xuống đất, người ta kéo, người ta vít cổ là coi như là nó buộc vào cái dây và cái cổ xong rồi nó hò cho nó kéo dập xuống giống y Ukraine. Hỗn quá Bulgari này. Cho nên là cái những người Bulgari người ta chỉ trích, người ta phản đối cái chuyện này. Đảng Cộng sản Nga cũng sẽ ra tranh cử xong. Bây giờ thì tất cả các đảng là phải đăng ký những người tranh cử tổng thống. Thì Đảng Cộng sản bây giờ là ông Zhukanov là không ra nữa, mà bây giờ sẽ cử cái ông Garitonov sẽ ra tranh cử tổng thống thay mặt Đảng Cộng sản. Pháp hiện nay là không giải tán quốc hội sau khi đã bác bỏ cái luật di cư các bạn nhé. Còn Anh thì rồi Anh thì có lẽ là tôi cũng sẽ nói là trong những tối thôi. Thì Anh vừa rồi nó cũng dính những chỗ Rwanda thì coi như là quốc hội đã thông qua rồi. Cái di cư đấy thì hôm trước là chúng ta nói là Pháp thì nó với Tunisia bơm cho 1 tỷ thì ông lo ông nuôi cái đám di cư. Còn Anh thì là Rwanda, Anh với Pháp ở đây cái châu Phi nhiều lắm. Thì bây giờ nó vẫn còn nó cái gọi là cái tàn dư của cái chế độ cũ là như vậy. Thì đây cũng là thông tin cuối cùng của cái ngày hôm nay. Thì tôi cũng xin phép nói trong vòng khoảng 20 mấy phút thôi. Còn 10 mấy phút sau thì chúng ta lại đến một thành phố của nước Nga. Xin cảm ơn các bạn. Rất là cảm ơn các quý vị cũng như các bạn đã like cũng như chia sẻ cũng như là bấm hoa rồi nọ kia vào. Thế là nó cũng đẩy lên đến các bạn. Nhưng mà có ngày nào phải làm cơ. Thế giống như là xem xong là các bạn cứ động thái giúp cho kênh. Thì có cái bạn nào đây, bạn tên là gì đây, nhưng thấy là chào anh Dũng, chào cả nhà. Kênh anh Dũng, anh em của mình hãy ủng hộ anh Dũng để sang năm mới, để kênh đạt được 100.000 lượt like, tức là nút bạc, để anh Dũng có động lực làm chương trình hay cho anh em của kênh mình càng hay, để phát triển cho kênh anh Dũng đi nhé. Chúc cả nhà nhiều sức khỏe để kiếm tiền và làm được nhiều việc của mình mong muốn trong một năm mới này nhé. Cái này thì rất là cảm ơn nhé. Đấy là đây là những người người ta rất hiểu cái kênh, và tôi thì tôi cũng chỉ mong muốn là các bạn là chỉ có like chia sẻ hoặc là bình luận. Nói chung là như mấy ngày nay như thế là nó sẽ từ từ nó lên đấy các bạn nhé.
Rất cảm ơn các bạn. Ta đến với Magad. Magad là thủ đô của Ingushetia, nằm ở phía bắc của Kafka các bạn nhé. Các bạn cứ xem đi, còn khi nào mà tôi có điều kiện là tôi sẽ dịch ra một số, hoặc là tôi tìm hiểu các cái bản tiếng Việt để tôi thuyết minh. Thuyết minh và mà có sẽ có cái nhà của Nga, hiện nay cũng thời gian bận quá cho nên là cũng chưa làm được. Thì các bạn cứ xem tạm các cái hình ảnh có